Thị về đâu? Ơi, hoàng thượng thị về đâu? Quánh người tha lỗi cho nó còn trẻ người non dạ. Trời ơi, nó không biết trời cao đất dày. Được rồi, hoàng thượng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Tuế. Trời ơi, con trai không có được như vậy, ta vừa mới xin tha chết cho con mà. Hiếu thị về. Dạ. Trời ơi đừng mà. Con trai tôi, con trai tôi. Làm gì nên tôi, làm gì nên tôi. Để tôi xử nó cho. Trời ơi. Thôi đứng dậy đi. Đa tạ hoàng thượng, đa tạ rồi. Quy tể tướng. Dạ có thần. Như đã hẹn, ngày hôm nay ta đến, ta cần gặp con trai của ông. Dạ, đây là con trai cả của hạ thần. Thì ra đây chính là tân phò mã mà cả triều đình nhắc đến sao? Dạ. Ôi, anh dũng ngoài chiến trường đang được thưởng, ta xin mời một chén trà. Ta long ưng đi con. Ta mời một chén trà. Khởi bẩm hoàng thượng, thật ra hạ thần xin phép không uống được ly trà này. Tiếng súng hay không? Những gì hoàng thượng ban mà từ chối là khi quân phạm thượng thiếu thì vậy. Dạ được 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 rồi. Thưa quý vị, đây là 7 nụ cười xuân. Gì vậy? Đây tôi xin tổng kết sau 3 vòng chơi. Số điểm trận đấu hiện tại là Lê Dương Bảo Lâm 49 điểm. Ôi. Từ Thúy Vinh 47 điểm, Tiến Luật 46 điểm, HIEUTHUHAI 37 điểm, Thúy Ngân 36 điểm, Nguyễn Quyên 32 điểm, Lâm Vỹ Dạ 30 điểm, Ninh Dương Lan Ngọc 29 điểm và Trường Giang 28 điểm. Thầy cùng tôi có ý kiến. Mời em. Lê Dương Bảo Lâm lúc mà chơi chạy với tụi tôi, Lê Dương Bảo Lâm chạy một đường, tôi chạy một đường. Tôi chưa gãy với Lê Dương Bảo Lâm, tại sao Lê Dương Bảo Lâm cao điểm như vậy? Ôi, ta là gì? Đội trưởng đội bông mai. Đúng. Nhân đôi điểm họ được nhân đôi điểm ở vòng đó. Anh đội trưởng đội bông gân mà, anh đội so với tôi. Đụng tới là anh bông gân, đụng tới là anh đâu. Anh bằng tôi được. Bây giờ chúng ta có một trò chơi cũng đã quen thuộc nhiều mùa và được khán giả yêu cầu mùa này phải có sự trở lại. Quýt làm cam chịu. Wow. Rất là mỗi đội sẽ có một tình huống cho chính mình và họ sẽ diễn tình huống đó và bắt buộc một người ở trong đội đối thủ phải bước vào tình huống đó mặc dù không biết tình huống là gì và sẽ diễn theo cái tình huống xảy ra. Dĩ nhiên họ sẽ có những hành động khóa và những từ khóa. Hành động đó nếu chúng ta chạm vào là bạn mình ở trong một cái phòng khác là sẽ bị hình phạt. Trời ơi, bị phun nước miếng. Cái gì mà nghe nó đây là cái máy bắn cái phàn phàn. À, em tưởng cái kia là khi người ta nói là cấm bước đi mà mình vi phạm thì trong phòng sẽ bị phàn phàn. Nhưng mà kính thưa ban giám khảo, ngày hôm nay chúng ta có hai đội là đội 2 ngày 1 đêm và đội 7 nụ cười xuân. Thì anh Trường Giang là cái người ở trong đội 2 ngày 1 đêm. Đúng vậy. Lẽ nào anh Trường Giang không tham gia? Ủa, tôi tham gia mà. Vẫn tham gia vậy. Tôi làm sao mà để mà HIEUTHUHAI một mình cô đơn giữa bầy sói được? Đúng rồi. Ủa nếu mà thì anh Giang sẽ không được biết tất cả kịch bản, từ khóa. Tôi không biết luôn. Không, để cho công bằng là Giang phải đi vô phòng. Đúng vậy. Đúng vậy. Đội tôi sẽ đại diện một người bước qua bên tình huống bên kia. Em nghĩ HIEUTHUHAI đi. Em phải hiểu là cứng nhất. Đúng. HIEUTHUHAI là món ăn lạ. Tình huống là nếu Hiếu vô chắc thế nào cũng giở trò với Hiếu anh Giang. Trời ơi, giở trò. Nè, ba bánh bèo đó ở sẵn trong đó ha. Cái Hiếu vừa bước vô xin chào, đây là bãi tắm tiên. Trời ơi. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Đâu, đúng theo quy định. Đừng nhớ nghề nữa. Hiếu ok. Còn nếu với em bãi tắm tiên. Mặc đồ vô, mặc đồ vô, mặc đồ vô. Không phải ai muốn xuống tắm là tắm, chỉ có tiên mới được tắm thôi. Cái ngữ này là lên bờ. Nhưng mà Hiếu nên nhớ là khi em chơi mà em chơi không cẩn thận là ba đứa anh cũng nát cái đầu trên kia. Trời ơi, đó là ba tôi, ba anh thôi chứ đâu sao em. Ba thôi chứ đâu sao em. Trời ơi. Em. Nè. Trời ơi. Trời ơi, kết kịch đi, đau đớn quá. Hay là bên mình tạo tình huống trước cho người ta lột vô cho Hiếu cảm giác. Dạ đúng rồi. Nên vậy đi. Bên mình ai sẽ là người qua đó? Anh Luật là cái người chưa bao giờ trải nghiệm cái trò chơi này nên em xin phép được đề cử anh Nguyễn Tiến Luật. Đồng ý. Rồi Luật sẽ chơi và bốn bạn kia sẽ bị bắn phạt. Bên chúng tôi cái người rơi vào tình huống các bạn đó là Hiếu thứ 2. Wow. Còn bên các bạn cái người rơi vào tình huống của chúng tôi đó là Tiến Luật. Luật thứ 7. Luật thứ 7. Hiếu thứ 2 đụng Luật thứ 7. Còn chơi gì nữa thưa quý vị? Bây giờ chúng ta cùng bước vào những tình huống của Quốc làm cao chiều. Đây là hành động cấm và từ khóa cấm trong tiểu phẩm Quýt làm cam chịu, tiểu phẩm đầu tiên của đội 2 ngày 1 đêm. Và thưa quý vị, đội nào vi phạm và hành động cấm nhiều hơn thì đội đó bị trừ 5 bông mai. Mà không hành lễ sao hả? Ngươi là ai? Huy Công Công. Huy Công Công. Ngươi là Luật Công Công mới vô, gặp ta phải hành lễ chứ. Ta mời. Ta nghe nói dạo này ngươi có tình ý với một công công khác trong cung. Không phải như vậy. Đó như là những lời đồn săn bẫy. Săn bẫy. Tán chứng ở đây. Cây đồ lông đao của mi. Vậy là hành động cầm nắm rồi. Miễn lễ. Ôi con trai của ta. Ta thử con thôi. Ta là cha con đây. Nào con trai, vừa rồi ta nghe đâu nói là con có tình ý với một ai đó. Con làm gì vậy? Ta thử hết rồi, con nghe tiếng súng hay không? Anh có thù với mình hay sao? Tốt ghê á, đã biết ngay từ đầu quỳ là bắn mà còn ráng thử nữa. Thiệt á. Mi là con ta thì ta cái gì? Hóa ra đây là... Ta là đại tướng của triều đình, ngươi là con trai cả của ta đó. Thật ra thì vừa rồi triều đình có một chiếu chỉ xuống tuyển phò mã công chúa của nhà vua. Đang có một cái thử thách cho gia đình chúng ta là bây giờ công chúa của đức vua rất là khó chịu. Các y thần trong cung hay nói là bị một căn bệnh nan y, lúc nào cũng cau có, khó chịu, mà ai lại gần cũng không được hết trơn. Nếu mà con làm công chúa chịu ăn món ăn của con thì gia đình mình sẽ được thăng đến 5-6 bậc. Còn nếu mà làm phật lòng đức vua thì con biết rồi đó. Hoàng thượng Giá Lâm. Anh lễ. Anh lễ. Hoàng thượng giận tôi. Con trai. Thưa cha. Sao vậy? Người này có chắc là hoàng thượng của chúng ta hay không? Là hoàng thượng đó. Thì về trời đâu ơi, hoàng thượng thì về rồi. Đâu quanh người tha lỗi cho nó còn trẻ người non dạ. Trời ơi, nó không biết trời cao đất dày. Được rồi, hoàng thượng Dạng Tuế. Dạng tuế. Trời ơi, con trai không có được như vậy. Ta vừa mới xin tha chết cho con mà. Hiếu thị về. Dạ. Trời ơi đừng mà. Con trai tôi Làm gì nên tôi để tôi xử nó cho. Trời ơi. Thôi đứng dậy đi. Đa tạ hoàng thượng. Đa tạ rồi. Quy tể tướng. Dạ có thần. Như đã hẹn, ngày hôm nay ta đến, ta cần gặp con trai của ông. Dạ, đây là con trai cả của hạ thần. Thì ra đây chính là tân phò mã mà cả triều đình nhắc đến sao? Dạ. Ôi, anh dũng ngoài chiến trường đáng được thưởng. Ta xin mời một chén trà. Ta long ưng đi con. Ta mời một chén trà. Khởi bẩm hoàng thượng, thật ra hạ thần xin phép không uống được ly trà này. Tiếng súng hay không? Những gì hoàng thượng ban mà từ chối là khi quân phạm thượng thiếu thì vậy. Dạ được rồi đi. Xin lỗi đi. Như đã nói, con gái ta không biết bị bệnh tình gì mà ăn cũng không được, ngủ cũng không yên, tính tình thì cáu gắt. Thần y trong triều đình tất cả đều đã bó tay. Nghe nói con trai của nhà ngươi có bài thuốc trị rất là tốt. Ngày hôm nay ta tới đây, nếu trị được bệnh cho con gái ta, ta sẽ ban cho vàng, bạc, châu báu và cho trở thành quan tam phẩm. Khởi bẩm hoàng thượng, cho hạ thần thần được nói. Thật ra là như vậy hoàng thượng à. Hiếu đi theo nó. Thật ra là như vậy hoàng thượng à. Ta đây, trước đây ta là một người dũng tướng và xa trường, nhưng sau này ta nghe lời cha của ta, quyết định vào trong triều để làm thái giám, và ta đã tịnh thân một nửa rồi thưa. Ta không quan trọng nhà ngươi có tịnh thân hay là không tịnh thân, chỉ cần làm con gái ta hết bệnh thì ta sẽ ban cho cái chức phò mã, dù trên danh nghĩa cũng được. Dạ. Sẽ có tiền bạc châu báu vô cùng nhiều. Thật ra thì hạ thần đây thật ra là hạ thần đã quyết định vào chùa quy y nơi cửa Phật. Đổi danh xưng rồi. Vào chùa rồi. Xin hoàng thượng chấp. Xin hoàng trời. Rồi chết. Bây giờ con gái cưng của ta tới rồi. Trời ơi, diễm phúc của hạ thần. Con ơi, công chúa của bệ hạ đẹp sắc nước trời. Cầm kỳ thi họa. À, chắc tay nắm lại vậy nè. Ta lòng tiếng cũng được. Con gái đâu? À, không biết rồi, biết rồi, anh Lục biết rồi. Thôi. Con chú Thiên Tà đó. Con ơi, bây giờ bước đầu tiên con làm quen với công chúa giùm ba. Đi con. Giữ công chúa lại trời ơi. Giữ công chúa lại trời ơi. Công chúa. Chắc tay kìa. Ảnh chắc tay hoài luôn. Hạ thần ra đâu? Hạ thần có lỗi. Công chúa làm gì vậy? Công chúa có sao không? Sao ai cũng đỡ, có một người không đỡ ta. Trời ơi con ơi. Ta sợ cha. Sao vợ vậy con? Ta sợ. Sợ cái gì? Thật ra trong tranh là công chúa rất đẹp. Tên họa sĩ đó đáng chết. Đây là bức họa công chúa trong lưới đánh cá trong truyền thuyết đó. Lại dỗ về công chúa đi con. Chào công chúa. Chàng là... Ta là... Ta chính là con trai của tể tướng Quy đây. Wow. Wow. Con gái à, đã bao nhiêu ngày tháng vừa rồi tính tình con nó kỳ quặc, ảnh hưởng tới hệ thần kinh, nên cha đã nhờ được con trai cưng của tể tướng có bài thuốc gì về ẩm thực đó mà nó hay lắm, sẽ khiến con trở thành một người bình thường như xưa. Nào, thể hiện tài năng đi. Con ơi, con nói với cha là con có tài năng thiên bẩm về ẩm thực đó. Đồ ăn con nấu trong kia một bùi cái kìa. Được rồi, vậy thì con sẽ bưng đồ ăn ra đây cho công chúa dùng thử. Mà đi đi con, lẹ lên, công chúa không đợi được đâu. Con bưng, con bưng. Trời ơi. Chúa giống như là yêu quái vậy. Bỏ công chúa đây. Sợ ghê. Cắt vai công chúa đi. Bệ hạ, cho hạ thần mạn phép hỏi, công chúa bị vậy lâu chưa? Cũng đã khá lâu. Thần y trong triều đình đều bó tay. Đúng rồi, cái mâm đó đó. Quá, con trai của thần quá giỏi đảm đang. Con có thể giới thiệu cho bệ hạ. Giới thiệu những món này là món gì, công dụng là gì mà có thể khiến con gái ta hết bệnh? Món này là món bún, là giúp cho công chúa không còn phải nhúng nữa. Cái gì vậy? Còn nhúng. Còn nhúng là tại vì ăn ít bún. Ăn hết vị bún là hết nhúng. Wow. Không biết món này thì như thế nào? Món này là ốc nhồi thịt. Mời công chúa thử ốc nhồi thịt. Ăn vào sẽ... Ăn vào sẽ rứt. Không còn nguy kịch. Không còn bị nguy kịch nữa. Ăn thử đi con. Con muốn anh ấy gấp cho con. Con ơi, đây là lúc lấy điểm công chúa nha con. Lấy điểm với công chúa. Đúng rồi. Với cái nhan sắc này cần gì điểm cha? Cha, gì? Điểm đâu? Thế giới. Trời ơi. Dạ dạ dạ. Rồi đây lấy điểm, lấy điểm. Xin lỗi. Con không ăn nữa. Mày bóc ghê quá. Rồi, vậy món thứ ba. Tôm gì đấy? Tôm nướng. Ăn vào sẽ... Ăn vào sẽ rất là sướng. Wow. Vậy thì ngươi mời công chúa ăn đi. Mời, công chúa có thích ăn tôm nướng không? Nếu mời ta thì hãy đút ta đi. Ta sẽ đút. Gửi lời xin lỗi tới phương xa. Quá là con trai ngoan của ta. Wow. Ôi, không ngon. Hả? Dám đâu. Trời ơi, cả nước này không ai có thể làm cho công chúa của ta hết bệnh sao? Hoàng thượng cho con. Dạ hoàng thượng. Thưa hoàng thượng. Hả? Cái gì? Con xin nói thật, con là một thị vệ đã thầm yêu công chúa. Thầm yêu công chúa. Trời! Trời! Ngươi là một tên thị vệ mà lại dám đi yêu công chúa của ta. Con biết với nhan sắc này mà yêu công chúa thì rất là khó tin. Nói chuyện khôn quá. Nói chuyện khôn ghê luôn á. Chém đâu. Sao? Dừng tay lại. Công chúa khoan, hãy manh động để cho thằng thi dê này coi nó có cái gì mà hơn con trai của ta. Nói đi, ngươi nhìn đi, ngươi hơn gì cái tên này? Đầu tiên là hơn tóc rồi. Trời. Con biết một bài thuốc có thể trị được cái bệnh này. Vô lý, ta vô phản lý. Đối vô lý, ta phản đối. Cả nước không ai có thể chữa được bệnh công chúa. Ngươi là một tên thì dễ hàng mọn, thì lấy tài năng đâu mà là hả tìm được vị thuốc chữa bệnh cho công chúa. Vô lý. Đúng rồi, hoàng thượng đã là không môn đăng ở hầu. Đúng rồi. Nói được cái gì ra vậy? Đây chính là những cái bài thuốc rất là quý. Thuốc gì? Nói ta nghe. Ớt gương kỳ sơn. Món thứ hai, ớt tỏi lý sơn. Và cuối cùng, me tươi Nam Bộ, mấy người làm gì biết. Bệ hạ, Nam Bộ là cái vùng đất gì mà ta chưa nghe bao giờ? Vùng đất phía Nam đi bộ sẽ tới. Trời! Để xuống đây cho ta nào. Đây là những cái loài gia vị mà tên thì về này đã dày công nghiên cứu. Chấm với những món ăn này mà công chúa trở lại thành một người bình thường thì ta sẽ gả công chúa cho nhà ngươi. Còn nếu như ngược lại thì ta sẽ chém đầu bêu thị chúng. Đầu tiên là cái tôm nướng này thì dùng với cái loại gì? Con nghĩ là dùng me tươi Nam Bộ sẽ rất là hợp với công chúa. Hỗ trợ đút cho công chúa của ta. Cầm cái chén, bắt hắn cầm cái chén thôi, con muốn cái tên này đút con đâu. Cầm kìa, ông cầm kìa. Cầm chén lên. Ngon quá cha, ngon quá. Thì ra đây là những loại nước chấm khiến người ta phấn khích à. Thêm một miếng nữa công chúa ơi. Thêm một miếng nữa. Thêm cái này, cái này đi. Đây là ốc nhồi thịt, ăn với lại ớt gừng kỳ sơn đi ha. Nhanh nào. Lẹ đi. Ta phấn khích quá. Rồi. Bắt đầu đây. Chuẩn bị nghe. Đây công chúa ơi. Đừng có cầm tay áo. Quay nữa. Wow. Trời ơi. Con gái của ta đã hết bệnh rồi. Ủa? Là con trai sao? Con gái đó. À, con gái tóc ngắn không cũng được. Cái này là cái kiểu tóc của nước bạn. Hiếu thị về nghe chị. Dạ. Như ta đã nói, ai chữa được bệnh cho công chúa thì người đó sẽ được làm phò mã. Ủa? Cái khăn ở đâu mà nó chụp vô mặt có lẽ. Từ đây công chúa của ta sẽ cùng phò mã Hiếu thứ hai sống trọn đời bình yên hạnh phúc bên nhau. Còn cha con tể tướng mạo danh chữa bệnh. Trời ơi bệ hạ, hai nhà ngươi sẽ bị nhốt vào đại lao chờ ngày phán xét. Trời ơi oan quá. Còn bây giờ hai đứa Hiếu thứ hai và công chúa đàn ông không, công chúa cục cưng của ta sẽ thành vợ thành chồng và trọn đời trọn kiếp hạnh phúc bên nhau. Trời ơi, nhất bái thiên địa chỉ với câu đường. Vậy thôi hai đứa bái nhau cạn chén. Sao đổ nước mắm như vậy? Quay. Quay, sao đổ nước mắm vô quay? Không làm cụ. Bí quá. Đau cụ rồi. Bí quá. Đau cụ rồi. Như vậy là chúng ta bổ tay cho tình huống vừa rồi. Bây giờ sẽ gặp lại đội hình cam chịu, xin mời. Bắn dữ vậy? Trời ơi, mới đua xe gì vậy vậy? Ngơ người hết rồi. Ôi, thân xác hoang tàn không nhận ra. Ủa nhưng mà anh Luật ơi, công chúa cỡ như vậy mà anh giận hết lòng hết dạ với người ta, rồi kêu cái gì cũng làm mới là sao? Vô thế rồi em mà không làm thì cha anh bị chém. Mà mắc cái gì anh cứ nói chuyện thôi, anh để tay bình thường, anh cứ nắm cái tay anh hoài vậy chi vậy? Đối chuyện với vua mà không để tay không thì nó kỳ. Mà đối Luật là từ khóa và hành động cấm là gì? Cầm quỳ, xưng hô như là ta như là dạ hay sao á? Dạ thần. Tình huống nó khó quá là phải dạ với thưa rồi quỳ rồi, nó vô hết rồi không có né được. Với lại cũng chả cũng có ưa hết gì thì thà là nói như vậy, kiểu mà trả thù nhau thì ok em chấp nhận. Ủa cái đầu em bị gì sưng lên vậy? Đó, bắn u đầu luôn à. Trước khi chúng tôi chấp nhận thương đau, tại vì HIEUTHUHAI dù gì cũng không phải là người diễn kịch, HIEUTHUHAI là ca sĩ mà, thôi thì cho chúng tôi giải trí xíu để cho chúng tôi khuây khỏa rồi chúng tôi bước vào đau đớn. Đồng ý không ạ? Đồng ý. Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Em chúc mừng chồng. Ủa chúng tôi chưa công bố ai thắng giải hết. Mới đang bàn với nhau thôi. Mới đang bàn luận với nhau. Dạ. Thật ra thì chúng tôi chọn những người vừa tài năng mà phải vừa tình cảm tình nghĩa nữa. Không có. Bây giờ nếu vậy thì tôi sẽ cho Hiếu một cơ hội. Bạn nấu quá ngon nhưng mà bạn phải thể hiện tình cảm gia đình của bạn đi. Bạn phải nói một cái gì đó. Nói chung là đây là tình cảm của con dành cho vợ con đúng không Hiếu? Dạ đúng, dạ đúng. Tất cả những món ăn này anh làm là vì em. Đó, né chữ con liền. Vì mẹ. Và vì đứa con. Vì đứa con. Đúng rồi. Con nữa mới nói xong né được. Anh khen sớm quá. Giống như là gì nè, sau khi ăn vịt nhìn mặt vợ con thì sao? Ăn vịt xong là mình nhìn vợ mình cảm thấy giống như là nhà vô địch. Sau khi ăn ếch nhìn tướng vợ con sao? Cô ấy ngon nhỏ này. Sau khi ăn ếch thì nhìn vợ con. Trời ơi em ấy ngon con ếch. Sau khi ăn cá nhìn vợ con sao? Sau khi ăn cá thì nhìn. Trời ơi sau khi ăn cá thì nhìn. Trời ơi đừng có nói con cá con này con kia, đau đớn quá cuộc đời thôi. Sau khi ăn thì sao? Muốn đá tôi hả? Không yêu quá Và đây là những hành động cấm và từ khóa cấm. Đứng giữa chạy từ khóa cấm là con tên động vật. Vâng, xin được cảm ơn phần thi vừa rồi của một thí sinh vô cùng tài năng của chúng ta, đó chính là bạn Lê Dương Bảo Lâm đến từ Đồng Nai. Và xin được nhắc lại, vì đây là đêm chung kết một cuộc thi, chọn ra được một đầu bếp tài năng đại diện cho Việt Nam thi một cuộc thi lớn ở quốc tế. Và ngoài ra chúng ta còn có một phần thưởng vô cùng giá trị dành cho thí sinh thắng cuộc ngày hôm nay. Đó là cuộc thi Hương vị ẩm thực ba miền. Và sau đây Thúy Ngân xin được mời thí sinh cuối cùng. Con ra vô giữa rồi. Rồi anh ơi. Đó chính là HIEUTHUHAI. Rồi đây đoạn anh em mình gọi là đời ở ngoài thôi Hiếu ơi. Hiếu ơi đừng chạy. Dạ chị ơi đợi em xíu nha. Em dặn dò hả người yêu em. Đừng chạy, đừng vô giữa Hiếu ơi, đừng vô giữa em ơi, đừng. Nghe nè, bây giờ anh phải ráng lên nha, chung kết rồi đó. Anh phải cố gắng lên, anh phải thành công cái cuộc thi này thì ba mẹ mới cho mình lấy nhau. Con nó đang chờ anh. Có con luôn rồi. Trời ơi. Gặp Hiếu phải có con quá. Anh sẽ gì em? Cố lên. Đi vô. Đừng có già nha em ơi. Em thấy là đi rồi đó. Giữa rồi kìa. Kìa. Bạn có thể giới thiệu cho tất cả mọi người được biết tên, quê quán cũng như là Hiếu ơi. Hiếu cố lên. Em Em bị lo lắng gì sao? Đâu, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Nêu né ra. Ở đây hiện tại bên kia đang xây dựng thôi. Và quý trọng đừng có quan tâm, hãy tập trung vào. Em ạ, bạn có thể giới thiệu cho họ. Đi đâu vậy? Ủa bạn đi đâu vậy? Em đi đâu vậy? Em tên là giọng em lớn lắm, rồi nói không cần micro. Wow. Em cứ nói đi, em đang tự nói lên. Nào, tập trung vào. Anh nghĩ rằng đây là cuộc thi rất là khó khăn và anh sẽ khắt khe, anh không có nương tay đâu. Cho nên á, anh nghĩ phải tập trung, đừng có quan tâm gì bên ngoài hết. Hãy làm, Quý vị khán giả ở đây đều rất là ủng hộ cho Hiếu và thấy Hiếu là một người vô cùng gọi là em đi vô đi, em đi về đi. Nhận ra rồi. Đi về đi, không sao đâu. Vô cùng trẻ tuổi và tài năng của cuộc thi thì Hiếu có thể phát hiện biểu không? Thì em thì cũng sẽ cố gắng hết sức. Tại vì em đi về đi, không sao đâu. Đi về đi, thì cố gắng hết sức ạ. Mời em trình diện, Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ hai anh chị ra ngoài chỗ cho em làm việc được không? Em nhận ra rồi. Chúng ta phải đứng để lấy hình ảnh. MC còn đây là ban giám khảo. Mời hãy tôn trọng ekip đoàn. Mời em vào đây làm ngay đi. Không vậy em nấu ở đứng này cũng được. Không, biết rồi. Xin lỗi anh là tôi là cha của ông Ngọc. Bữa nay nghe nói là chồng sắp cưới của ông Ngọc nấu bếp nên là tôi vô đây hỗ trợ cho cháu đó. Ngọc là vợ của Hiếu à? Ngọc là vợ của Hiếu, là con gái ruột tôi nè. Rồi, xin mời. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là má của Hiếu. Tôi tới đây để phụ con trai tôi. Dạ mẹ. Con trai làm mẹ làm cái món vịt. Con đi đâu vậy Hiếu? Đâu đây đi con. Để quay hình là cái máy quay phim của phải đứng chính giữa đó con. Rồi nè, bây giờ nè. Đứng đây. Ép quá. Bây giờ xin mời hai cô chú có thể đứng qua một bên để cho thí sinh vô trong làm giùm cho con ạ. Vô trong đi cả. Phần thi ạ. Mẹ tới mẹ phụ con hả mẹ? Mẹ tới mẹ phụ con hả? Vậy mẹ làm giùm con đi. Ủa? Quay thi mẹ thi. Thì bây giờ mẹ xử lý bước đó trước, cứ con là đầu bếp thôi. Mọi người chuẩn bị xong chưa ạ? Xong rồi. Thời gian xin được phép được bắt đầu. Vô làm lẹ con ơi. Bây giờ là làm món gì trước, để thực hiện phần thi của mình. Mời Hiếu. Hôm bữa là mình đăng ký món vịt hấp chấm mắm gừng. Bây giờ là mẹ vô mẹ làm thịt con vịt nha. Dạ mẹ làm thịt con vịt đi. Đi. Con ơi, nhìn trong này coi có bao nhiêu con thích làm con gì con bắt con đó đi. Con thích con cá đi. Con cá. Con thích con gì? Ếch. Bây giờ hỏi lại là con thích con gì lẹ đi chứ bây giờ hết giờ rồi. Sao tự nhiên con thích con gì con định lấy cái con đó là có ông bà. Con thích con gì? Dạ cháu thích cháu à? Dạ. Hay thế. Cháu mới nhớ ra cháu là người Bắc. Hay đấy. Dạ. Cháu lấy con ếch nhé. Thôi cháu lấy con gái bác thì con lại. Hiếu ơi, ở giữa kìa. Lấy con gái bác. Hiếu. Lấy con ếch nữa. Mẹ sơ chế dịch xong rồi nè Hiếu. Sao mẹ làm nhanh vậy? Mẹ làm lẹ chứ để hết thời gian. Rồi, bây giờ mẹ làm giùm con gì vậy con? Rồi lâu mới có dịp lên truyền hình, con phải đứng chính giữa chứ để chào bà con cô bác rồi đi con. Hôm nay là ngày của mẹ. Bây giờ mẹ đứng ở đây đi. Nhưng mà con thi mà. Chị à, tôi nghĩ rằng cháu đó cũng đang hơi băn khoăn, hơi run. Thôi mình có thể để cho cháu tự làm. Thôi chị Xui ơi, qua đây đi chị Xui. Qua cho cháu làm đi. Bạn có 30 phút để thực hiện. Xin mời. Bạn có thể vừa làm vừa trình bày cái món của bạn đang muốn thực hiện được không ạ? Cho đem mỗi người 50 rồi đừng bắn nữa. Đây chúng ta sẽ có một món vịt. Đó là món đầu tiên. Món vịt. Trời ơi. Ở đây mình có gần một cái khu tra tấn này xong rồi. Nhưng mà đây là con gì vậy? Hai món này là hai món còn lại đúng không Hiếu? Con trình bày đi Hiếu. Đâu đáng lý hôm nay con lên con phải làm á chứ, tụi tôi con nói không à. Trời ơi, trời ơi, đừng kích con. Anh em đang sốt hết rồi. Đó là con gì và bạn sẽ làm món gì? Đây là tiếng Anh gọi là fish. Yeah, yeah, yeah. Fish là cái gì? Ở đây là khán giả Việt Nam không à mọi người. Hay giỏi. Hiểu. Đâu chị là MC chị phải dịch chứ. Đúng rồi, con tự tin lên coi Hiếu, ở nhà con nấu ăn giỏi lắm mà. Đây là con gì vậy? Dạ con gì? Con nói vợ con thích lắm. Vợ con thích. Vợ con thích lắm. Vợ ơi. Hiếu, con nói con gì Hiếu? Lại cầm giới thiệu giùm anh. Trời ơi. Gì á? Sao vậy anh? Tôi là Ngọc sợ con đó lắm. Tôi là gì sợ? Vậy đi. Vậy đi. Vậy đi. Vậy đi. Vậy đi. Bây giờ em vô đi. Bây giờ em là bầu bì mà em đi đó, đi đứng tập vòng vòng. Sắp hết thời gian rồi Hiếu. Nói vô để nấu đi anh. Có thua ai đâu. Đối thủ mình là Lê Dương Bảo Lâm mà. Mẹ muốn con thiệt là. Xin nhắc lại giải thưởng vua đầu bếp 1 tỷ. 1 tỷ lần Hiếu ơi. Gia đình mình đang mắc nợ dữ lắm Hiếu. Thôi được rồi, nếu mà thiếu nợ gì làm ăn thì chị yên tâm đi. Để tôi sẽ lo cho. Trời ơi, nấu xong luôn rồi nè Hiếu. Trời ơi, cái này nó bay dữ vậy. Trời ơi, trong 30 giây thôi mà Hiếu đã làm được một điều kỳ diệu. Hay quá vậy. Rất nhiều món ăn ngon. Nhưng mà quan trọng là ai là người thử những món ăn này ạ? À Hiếu ơi, giới thiệu chứ. Tôi là giám khảo. Con giới thiệu với mọi người đây là món gì, rồi chủ đề gì, ý nghĩa của từng món. Con có nhớ là mấy món này hồi nhỏ má nấu má cho con ăn không Hiếu? À trời ơi, mọi người ơi, mọi người giãn Hiếu ra đi. Rồi Hiếu nói đi con. À cho Hiếu một xíu đi. Này là món vịt. Vịt làm gì? Vịt làm thịt. Vịt làm thịt. Vịt thì mình ăn với lại nước mắm gừng, ớt gừng Kỳ Sơn. Để tôi thử. Mắm gừng đâu em? Mắm gừng đâu con? Hay đúng không? Mắm gừng Kỳ Sơn. Hiếu con móc lên đây coi. Món thứ hai là gì ạ? Giờ là xong rồi đó, ba giám khảo chấm đi. Thì món này là món gì? Đây là món ớt. Ăn với lại mắm me đi. Ớt ăn với mắm me. Mắm me ba miền ngon lắm. Tuyệt vời. Wow. Vậy sao? Để tôi thử nha. Mắm me ba miền Nam Bộ. Mắm me ba miền. Sao chú? Con tôi nấu được không chú? Cảm giác như thế nào vậy ba giám khảo? Không nghĩ là ớt mà ăn với mắm me lại ngon dữ vậy luôn á. Trời ơi sao mà nghĩ được. Chua chua ngọt ngọt. Sừng đang thắng. Wow, món gì vậy? Món cuối là món gì? Món này là cá. Ăn với lại cá. Vẫn còn nóng nha, bên trong vẫn mềm. Ăn với mắm tỏi đúng không? Chứ cái nào cũng ngon. Trời ơi, tỏi gì mà thơm như vậy? Vợ con nó ốm ngén. Tỏi Lý Sơn. Tôi nói cái vợ con nó ốm ngén, nó đòi ăn miếng cá kìa. Con đem tới cho vợ con ăn, tội nghiệp nó bầu bì. Thôi, để vợ ăn ếch đi. Chết cạnh đi, đau đớn quá. Dạy thoát cho tôi đi. Lên mừng chồng con kìa. Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Em chúc mừng chồng. Ủa chúng tôi chưa công bố ai thắng giải hết. Mới đang bàn với nhau thôi. Mới đang bàn luận với nhau. Dạ. Thật ra thì chúng tôi chọn những người vừa tài năng mà phải vừa tình cảm tình nghĩa nữa. Không. Bây giờ nếu vậy thì tôi sẽ cho Hiếu một cơ hội. Bạn nấu quá ngon, nhưng mà bạn phải thể hiện tình cảm gia đình của bạn đi. Bạn phải nói một cái gì đó. Nói chung là đây là tình cảm của con dành cho vợ con đúng không Hiếu? Dạ đúng. Tất cả những món ăn này anh làm là vì em. Đó, né chị con liền. Vì mẹ. Và vì đứa con. Đúng rồi. Con nữa. Mới nói xong né được. Anh khen sớm quá. Giống như là vậy nè. Sau khi ăn vịt, nhìn mặt vợ con thì sao? Ăn vịt xong là mình nhìn vợ mình cảm thấy giống như là nhà vô địch. Sau khi ăn ếch, nhìn tướng vợ con sao? Cô ấy ngon nhỏ này. Sau khi ăn ếch thì nhìn vợ con. Trời ơi em ấy ngon. Con ếch. Sau khi ăn cá, nhìn vợ con sao? Sau khi ăn cá thì nhìn. Trời ơi. Sau khi ăn cá thì nhìn. Trời ơi, đừng có nói con cá con này con kia đau đớn quá cuộc đời rồi. Sau khi ăn thì sao? Muốn đá tôi hả? Không, yêu quá. Không, yêu quá. Xuất sắc chị ơi. Xin một tràng pháo tay. Đứng đắn. Đứng đắn. Đương kim vô địch ngày hôm nay đó chính là Hiếu Thứ Ba. Rồi, sáu bài, sáu bài, sáu bài. Cho bên kia xuống đi, cho bên kia xuống đi. Cuối cùng thì cũng có ngày anh Giang phải chịu những cảnh như thế này. Đúng rồi. Nhưng mà lần đầu tiên á, mà hả chị thấy một người đến đây cương quyết bảo vệ đồng đội của mình đến như vậy. Chỉ duy nhất một mình em thôi. Ủa? Chứ không lẽ không có vậy? Cuộc giữa chừng rồi. Vậy hả? Đúng rồi. Tao mặc kệ luôn á. Trời ơi. Anh Huy ơi. Đồng đội lần lượt. Trời ơi. Huy ơi. Trời ơi. Tôi thấy là dù là chúng tôi bị bắn nhiều lần mà vẫn rất tự hào về Hiếu. Đúng. Luôn bảo vệ chúng tôi. Khó quá. Trời ơi, có gì hả Đương nhỏ, thằng nhỏ tình huống. Đó lần đầu tiên đóng kịch mà đứng giữa hai người. Mà mọi người là kèm giống như là gọi là hậu vệ Việt Nam vậy. Đội Việt Nam vậy. Hỏi nè, ví dụ là không có Ngân Ngọc này. Đây là Hiếu, cái Ngân đi qua đây, nãy tôi thấy rõ ràng Ngân đi qua đây là Thạch đứng giữa rồi. Không lẽ là Hiếu bỏ chạy thì tình huống đâu đi nữa. Hiếu, tôi thấy Hiếu có lùi. Cái Dạ đó, thôi con đứng lên đi, con đứng lên đi. Ủa thì cái tình huống là đang nấu ăn mà. Người ta già mới mà nghĩ sao nguyên một fan này vô hại người ta. Lần đầu tiên cuộc đời em bị bắn mà khờ người luôn. Rồi. Thằng bé bắn tụi mình bị ghiền á, bắn tiếp đi anh ơi. Trời ơi. Trời ơi. Kết kịch đi, đau đớn quá. Giải thoát cho tôi đi. Mà tưởng giao thừa không, nó bắn mà mù đầu mù cổ luôn á. Hồi xưa đi diễn đùng đùng đâu có nhiều vậy, 2-3 đùng thôi. Nhưng mà anh Giang Hiếu là rất thông minh nha, mới đầu vô là đã phát hiện ra rồi. Hiếu biết là hành động nào bị cấm, từ khóa nào bị cấm. Đầu tiên là đứng giữa hai người nè. Đúng rồi. Đứng giữa hai người bị cấm nè. Rồi là từ cá là bị con vật. Tất cả các con vật là bị cấm. Rồi từ gì nữa? Con. Đúng rồi, đúng rồi, hay. Biết hết nhưng mà nó vẫn tham gia, bởi vì nếu nó không tham gia, nó cố tình bỏ ra ngoài thì còn kịch đâu cho quý vị xem. Rồi, hay quá. Từ đêm nay trình độ diễn xuất của Hiếu giống như cái trình độ chống chọi là những kẻ gian, những kẻ lan sói là đã lên tầm cao mới. Em còn sống sót sau khi mà rơi vô đây là em là đỉnh lắm rồi. Trời ơi, chảy mồ hôi luôn đó. Như vậy là đội 2 Ngày 1 Đêm 28 lần phạm vào hành động diễn bị cấm, và đội 7 NỤ CẢI XUÂN 26 lần. Wow. 2 lần thôi. Trời, tôi bị trừ hết 5 điểm rồi. Leo không? Và bây giờ là phần tiếp theo của 7 nụ cười xuân.